Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán thì cũng thường là đợt cao điểm mua sắm do sức mua của người dân sẽ tăng cao. Và hiện, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp để bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ cho người dân. Để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở Công Thương Hà Nội đang tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt. Sở Công Thương đã vận động 27 đơn vị sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh thành phố tham gia thực hiện cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường tới hơn 14.000 điểm bán trên toàn thành phố Hà Nội, trong đó có trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh, gần 900 sạp hàng tại các chợ truyền thống và hơn 500 bếp ăn tập thể. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 đến 25% tùy từng mặt hàng so với kế hoạch phục vụ Tết năm 2023, sẵn sàng phục vụ nhân dân, trong đó tỷ trọng ngành hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản đặc trưng của các địa phương, sản phẩm OCOP chiếm khoảng 90%.